Những năm gần đây, Cà Mau xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất hay và cách làm mới, trong đó có mô hình nuôi sò huyết trong vuông tôm cho thu nhập khá cao, có thể nói là một vốn nhưng tới 2 đến 3 lời. Cách làm này mở thêm hướng đi mới và từng bước phá bỏ thế độc canh con tôm vẫn đầy bấp bênh như hiện nay. Cái Nước, Đầm Rơi, Năm Căn, Ngọc Hiển là những địa phương có diện tích và số hộ nuôi sò huyết nhiều nhất tại Cà Mau. Riêng huyện Đầm Rơi có khoảng 13.000 hecta, huyện Cái Nước có trên 6.000 hecta, huyện Năm Căn trên 1.500 hecta và huyện Ngọc Hiển trên 1.000 hecta xen canh với tôm, cua và sò huyết. Theo bà con, nếu thời tiết thuận lợi, ít hao hụt, bình quân năng suất đạt trên 1 tấn một hecta một năm. Với giá bán như hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi hecta người nuôi cũng thu lãi khoảng 200 đến 220 triệu đồng. Còn tại Tân Sơn, Bắc Cạn, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đã tận dụng những diện tích đất trống dưới tán rừng để trồng cây dược liệu như cà gai leo. Mặc dù canh tác theo quy trình hữu cơ, nhưng loại cây này dễ trồng và dễ chăm sóc, phù hợp với năng lực lao động của bà con. Mô hình được triển khai từ năm 2019 giữa Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Tân Sơn và Hợp tác xã Nông dược Thái Bình đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động nữ ở nơi đây. Nhận thấy những đặc điểm phù hợp về thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương của cây cà gai leo, chị Lý Thị Ba, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Tân Sơn đã tiên phong trồng thử nghiệm gần 2 hecta loại cây này dưới những tán rừng và trên những khu đất rừng trống của gia đình. Thật không ngờ, loại cây này đã cho kết quả ngoài mong đợi. Cái thứ nhất là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với cái trình độ canh tác của bà con. Thứ hai là cây trồng một lần thu hoạch được 3 năm. Cái thứ ba là cây hầu như là không phải tưới nước, nó phù hợp với những cánh đồng ruộng cạn của địa phương và có cái đặc điểm là cây rất là nhiều gai, cũng hạn chế được gia cầm gia súc phá hoại. Điều mà tôi tâm đắc nhất là hầu như không phải phun thuốc sâu, thuốc bệnh, an toàn cho sức khỏe người lao động cũng như với môi trường. Cùng với chị Ba, đến nay gần 20 hộ dân trong hợp tác xã đã tham gia trồng cà gai leo với diện tích hơn 20 hecta. Để đảm bảo trồng hữu cơ, chị Ba đã mang mẫu đất, nước đi xét nghiệm, không tồn dư hóa chất độc hại. Quy trình trồng từ con giống đến chăm sóc thu hái đều theo quy trình nghiêm ngặt. Khi mà tham gia vào cái chuỗi liên kết thì những cái hợp tác xã đi trước thì họ có kinh nghiệm, họ có thể chia sẻ, họ có thể chuyển giao kinh nghiệm và họ có thể là hỗ trợ những cái phần giống rồi là phần nhân công. Như vậy thì tôi nghĩ là tất cả các hợp tác xã mà cùng tham gia vào cái chuỗi liên kết này ấy, họ được hưởng lợi rất là nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục là chỉ đạo, động viên, vận động bà con nhất là thực hiện quản trị tốt đối với các cái tổ nhóm để làm sao cho sản phẩm của mình làm ra trước hết là đảm bảo cái chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau nữa là cũng phải dần nâng dần thêm cái số lượng để đáp ứng ngày càng tốt hơn cái nhu cầu cũng như yêu cầu của thị trường. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng quy trình chăm sóc hữu cơ, mỗi sản phẩm sau khi được hợp tác xã xuất bán và chế biến được kiểm nghiệm dược tính ở Viện Dược liệu Việt Nam cho kết quả khả quan, hàm lượng dược tính cao. Hiện hợp tác xã đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với Hợp tác xã Nông dược Thái Bình, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, giúp bà con thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu. Đứng trước tình hình ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thế nhưng mà các doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục nhận được các đơn đặt hàng để xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ. Nhu cầu không những suy giảm mà còn khá ổn định. Hơn nữa là giá sản phẩm xuất đi cũng đã tăng khoảng 4% so với các tháng trước và cũng đã phục hồi trở lại. Những ngày này tại cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung Bộ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương nối đuôi nhau vào bờ cập cảng. Trung bình mỗi tàu đánh bắt được từ 30 đến 40 con, tương đương từ 1,2 đến 1,5 tấn. Giá cá ngừ được các doanh nghiệp thu mua dao động từ 110.000 đến 115.000 đồng một kg, tăng khoảng 10 đến 20.000 đồng một kg. Nhờ vậy các tàu đều có lãi cao. Sở dĩ giá cá ngừ tăng vì trong tháng 1 năm 2021, các doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng tăng vọt từ 3 đến 5 lần, thậm chí là còn tăng đến 10 lần so với những tháng trước trong năm 2020 và nhất là tại thị trường Mỹ. Trước sự việc Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia ra thông báo là dừng nhập khẩu 4 loại thủy sản cá da trơn như là cá tra, cá bớp, cá chê và cá lóc từ các nước láng giềng có chung biên giới với Campuchia và trong đó có cả Việt Nam nhằm đảm bảo thị trường cho các hộ nuôi cá của Campuchia. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đã có đề nghị nước bạn xem xét lại quyết định tạm dừng nhập khẩu 4 loại thủy sản nêu trên.
Bước đầu xác định nhiều lô hàng cá da trơn xuất khẩu sang Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang không được thông quan, phải quay trở lại Việt Nam. Bộ Công Thương đã gửi công thư tới Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia về biện pháp hạn chế nhập khẩu cá của Campuchia. Nội dung nhấn mạnh lệnh cấm nhập khẩu cá của Campuchia sẽ gây tác động tiêu cực tới doanh nghiệp của hai nước cũng như người tiêu dùng Campuchia. Đặc biệt, lệnh cấm nhập khẩu nói trên đi ngược lại tinh thần tự do hóa thương mại của WTO và cộng đồng kinh tế ASEAN mà cả Việt Nam và Campuchia là thành viên. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Campuchia để thúc đẩy xử lý vụ việc, đảm bảo việc xuất khẩu cá của Việt Nam sang Campuchia được diễn ra bình thường, thông suốt. Trung bình mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 60 triệu đô la Mỹ một năm giá trị thủy sản sang Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp những khó khăn do tình hình dịch bệnh bùng phát, xuất khẩu gạo những tháng đầu năm 2021 có nhiều những tín hiệu tích cực cả về số lượng lẫn giá trị nhờ vào tận dụng triệt để cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do. Mới đây, 60 tấn gạo thơm thượng hạng của Việt Nam đã lần đầu tiên được nhập khẩu vào Anh theo hiệp định thương mại tự do Anh-Việt Nam. Hiện nước Anh đang áp dụng mức thuế nhập khẩu gạo thơm Jasmine là 17,4%. Tuy nhiên, theo hiệp định UK-VFTA, gạo thơm Việt Nam chất lượng cao vào thị trường này được miễn thuế nhập khẩu. Những năm trước, xuất khẩu gạo nước ta sang Anh có mức tăng trưởng tốt, nhưng do phải chịu thuế cao nên sức cạnh tranh yếu, giá trị chưa cao. Bắt đầu từ năm nay, gạo xuất khẩu sang Anh được giảm thuế về 0% và không có giới hạn về hạn ngạch, sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của gạo Việt so với các đối thủ. Trước đó, ngay những ngày đầu năm mới 2021, lô hàng 1.600 tấn gạo của nước ta đã có mặt trên kệ hàng tại Singapore và Malaysia với mức giá kỷ lục lên đến 750 đô la Mỹ một tấn. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2020, xuất khẩu gạo vào EU không chỉ giữ được đà tăng trưởng về lượng, mà giá xuất khẩu đạt mức cao, tạo được uy tín và chỗ đứng tại châu Âu. Trong năm 2021, trong khuôn khổ FTA Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu, các quốc gia thuộc khối này đã cam kết dành 10.000 tấn gạo hạn ngạch thuế quan cho Việt Nam. Và nhờ những nền tảng quan trọng từ các FTA, nhất là EVFTA, xuất khẩu gạo năm 2020 đã cán đích 6,15 triệu tấn với trị giá 3,07 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, nước ta xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo tương đương với 3,07 tỷ đô la Mỹ. So với năm 2019 thì lượng gạo xuất khẩu giảm 3,5% nhưng giá trị thì lại tăng tới 9,3%. Gạo xuất khẩu của Việt Nam tại nhiều thời điểm đã vượt qua cả gạo của Thái Lan và Ấn Độ, vươn lên vị trí cao nhất. Điều này càng cho thấy việc đột phá từ chất lượng đã đưa thương hiệu gạo của nước ta lên một tầng cao mới. Vậy trong năm 2021 này thì gạo Việt Nam liệu có tận dụng được những hiệp định tốt thương mại trước những bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Bích, chuyên gia nghiên cứu lúa gạo. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn chuyên gia Nguyễn Đình Bích đã tham gia cuộc trao đổi của VTC16 ạ. Nhiều ý kiến nhận định rằng trong năm 2021 chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để xuất khẩu gạo. Ông có đồng tình với nhận định này không và dựa trên cơ sở nào ạ? Theo ý kiến của riêng tôi ấy, thì xuất khẩu gạo trong năm 2021 sẽ vừa có những cơ hội nhưng cũng có những cái thách thức. Trước hết nói về cơ hội ấy, thì chúng ta biết là chúng ta đã ký được cái hiệp định thương mại với Anh. Trước đó một thời gian ngắn ấy, là với Liên minh châu Âu. Đây là hai cái thị trường trong những cái năm qua chúng ta đã xuất khẩu gạo sang đây. Tuy nhiên với những cái FTA thì chúng ta được hưởng cái lợi thế về thuế quan. Cho nên cái sức cạnh tranh của gạo Việt Nam ở tại các cái thị trường này sẽ cao hơn so với trước đây. Tuy nhiên năm 2021 theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ấy, thì lần đầu tiên sản lượng gạo thế giới vượt qua ngưỡng nửa tỷ tấn. Cái mức tăng là khá so với năm 2020, tăng 7 triệu tấn. Thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng là cái dự trữ gạo thế giới ấy, ở đầu năm 2021 này là rất đầy. Cái kho dự trữ đầy như vậy ấy, tính toán của tôi ấy, là đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng của thế giới trong vòng 130 ngày.
Và như chúng ta biết, sản lượng tăng cộng với dự trữ cao thì luôn luôn là những cái yếu tố nó gây khó cho cái xuất khẩu gạo của chúng ta, cũng như bất cứ một cái quốc gia xuất khẩu gạo nào khác ở trên thế giới. Dịch COVID-19 thì vẫn diễn biến phức tạp. Liệu rằng trong năm 2021, thế giới có nhu cầu tăng mua gạo của nước ta hay không ạ? Theo cái ước tính của Tổng cục Thống kê cách đây một vài hôm, thì cái xuất khẩu gạo của chúng ta trong tháng đầu năm chỉ đạt có 280.000 tấn, giảm rất rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Mức giảm này là tới xấp xỉ 30% về khối lượng. Và với 154 triệu đô la kim ngạch xuất khẩu gạo ấy, thì chúng ta cái mức giảm này là cũng tới 20,4%. Đây là mức giảm rất cao. Như vậy là chúng ta đã không thấy cái việc mà các cái quốc gia nhập khẩu gạo tập trung vào nhập khẩu gạo của chúng ta như những cái tháng đầu năm 2020. Tôi nghĩ rằng là những cái tháng tiếp theo đây ấy, thì tình hình cũng không có gì đột biến. Vâng, thưa quý vị, nắm bắt được những cơ hội xuất khẩu gạo từ thế giới, cơ cấu sản xuất lúa chất lượng cao của nước ta đã thay đổi theo hướng là ngày càng gia tăng, và việc này đã đưa giá xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng lên rất nhanh trong vài năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2020. Gia tăng sản xuất gạo chất lượng cao đồng nghĩa với việc là sẽ giảm sản xuất gạo chất lượng trung bình, thậm chí là nếu trong nước có nhu cầu sử dụng loại gạo tấm thì vẫn có thể nhập khẩu. Mới đây, các doanh nghiệp ngành lương thực Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 70.000 tấn gạo 100% tấm cho Việt Nam. Các lô hàng giao trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 với giá khoảng 310 đô la Mỹ một tấn theo phương thức giao hàng tự do FOB. Đây là lần đầu tiên gạo Ấn Độ xuất khẩu sang Việt Nam. Thông tin này đã tạo nên sự lo lắng về tình trạng liệu Việt Nam có đang thiếu gạo. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thì đây là chuyện hết sức bình thường trong xu thế hội nhập hiện nay. Hiện loại gạo tấm cấp thấp tại Ấn Độ rẻ hơn gạo cùng loại của Việt Nam rất nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ loại gạo này tại thị trường Việt Nam vẫn rất cao. Gạo 100% tấm của Ấn Độ có thể dùng để nấu cơm tấm, làm bột gạo, bánh, bún, phở. Nếu như những năm về trước, cơ cấu sản xuất lúa chất lượng cao chỉ chiếm từ 35 đến 40%, thì đến năm 2020, con số này đã đạt từ 75% đến 80%. Thậm chí tại nhiều địa phương, việc sử dụng giống lúa chất lượng cao đã lên đến 90%. Cũng trong năm 2020, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 32,5% tổng kim ngạch, gạo jasmine và gạo thơm chiếm 32,9%, gạo nếp chiếm 29,6%.